Vậy thì mình sẽ học nhanh 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 nhanh. Rồi, mình nghe máy đọc nhá. Dịch được rồi, mình nghe máy đọc làm bài bên dưới. Bài này Nam và Minh đang nói chuyện với nhau. Nam và Minh nói chuyện với nhau. Nghe. Track 2. Unit 1. Family life. Page 8. Getting started. Household chores. Activity 1. Listen and read. Hello, Min. Hi, Nam. How are you? I'm going to play football at our school sports field. Track 2. Unit 1. Family life. Page 8. Getting started. Household chores. Activity 1. Listen and read. Hello, Min. Hi, Nam. How are you? I'm going to play football at our school sports field with a few friends this evening. Are you free to join us? I'd love to, but I'm afraid I can't. I'm preparing dinner. Really? Doesn't your mum cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister, Lan? Does she help with the housework? Yes, she often helps with the cooking, but she can't help today. She's studying for her exams. I see. I never do the cooking. It's my mother's job. Really? So how do you divide the household chores in your family? Mum is the homemaker, so she does the chores. My dad is the breadwinner. He earns money. And we, the kids, study. Well, in my family, we divide the housework equally. Mum usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting. What about you and your sister? My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mum is busy. That sounds fair. Anyway, I have to go now. See you later. Bye. Have fun. Rồi mình giật này. Chào Minh. Chào Nam. How are you? Bạn khỏe không? I'm going to play football. Tôi sẽ chơi. Tôi đang chơi cái gì? Đá bóng ở sân thể thao trường với một vài người bạn vào tối nay. Tức là gì là tôi sẽ bạn có rảnh để tham gia cùng chúng tôi không? Are you free to join us? I love to. Tôi thích lắm, nhưng mà tôi e là tôi không thể. Tôi đang chuẩn bị bữa tối. Thật à? Mẹ bạn không nấu ăn à? Ồ đúng rồi, mẹ tôi luôn luôn nấu ăn, nhưng mà bởi hôm nay làm việc về trễ. How about your sister Lan? Thế còn chị gái Lan của bạn thì sao? Chị ấy có giúp đỡ việc nhà không? Yes. She often help. Cô ấy thường giúp đỡ nấu ăn, nhưng mà hôm nay thì cô ấy không giúp được. Chị ấy đang học bài cho kỳ thi. I see, tôi biết rồi. Tôi chẳng bao giờ làm việc nhà. Đó là công việc của mẹ tôi. Cái thằng này hư đốn ha. Thật à? Bạn phân chia việc nhà trong gia đình như thế nào? Mẹ của tôi là bà nội trợ, vì thế mới làm việc nhà. Bố của tôi là trụ cột gia đình, ông ấy kiếm tiền. Và chúng tôi, những đứa trẻ, chỉ học thôi. À, trong gia đình tôi, chúng tôi chia việc nhà bình đẳng, công bằng đó. Mẹ tôi luôn luôn nấu ăn và đi mua đồ ăn, mua sắm, đi mua thực phẩm. Bố thì lau dọn nhà cửa và làm những công việc nặng nhọc. Thế còn bạn và chị gái bạn thì sao? Chị gái của mình giặt đồ. Tôi thì rửa bát và đổ rác. Chúng tôi còn giúp đỡ nấu ăn khi mà mẹ bận rộn nữa. Nghe có vẻ công bằng quá, dù sao đi nữa tôi phải đi bây giờ đây. Gặp bạn sau nhé. Ừ, bye. Chúc vui vẻ nhé. Rồi xuống bài dưới đây con. Chu phone này, Nam mother đang nấu ăn đúng hay sai? Sai, ok, đánh vào gì? Đánh vào phone nhá. Nó làm rồi, sắp đó làm rồi hả? Vậy con ngồi chơi không? Câu 2, everybody in Nam family does some of the housework. Mỗi người trong gia đình của Nam làm một ít việc nhà, đúng. Rồi, những đứa trẻ trong gia đình của mình không phải làm bất cứ việc nhà nào cả. Rồi, ok. Bài 3 con. Mình điền cụm từ vô. Cái gì nhỉ? Rác, đổ rác là put out the rubbish. Còn giặt đồ thì sao? Do the laundry. Ok, rồi tiếp tục. Mua đồ ăn, mua thực phẩm thì là gì? Shop for, đúng không? Shop for. Tiếp theo, làm việc nặng nhọc là gì?
Rồi, rửa tay bát chén là gì? Đủ luôn, số bài 4. Rồi, có ở đây có thì, hai thì con cần phải chú ý đó, hiện tại đơn với hiện tại tiếp diễn. Câu 1 con chia nào? Tôi thích lắm nhưng tôi e là tôi không thể. Tôi đang chuẩn bị bữa tối. Ở đây con dịch ra mặc dù nó không có dấu hiệu nhưng con dịch nghĩa ra nó phải là hành động đang xảy ra không? Chia thì gì? Đó là gì? Ai gì? I am preparing. Rồi câu dưới, usually là thì gì? Là hiện tại đơn. Mẹ của tôi luôn luôn nấu ăn nhưng hôm nay bà ấy làm việc trễ. Vậy chia sao? Do thành the đúng không? She gì? She is working. She is working nghe chưa? Rồi phần dưới là cái phần mà br, cr và ch. Con nghe máy đọc này. Thọ âm theo nha. Rồi nghe máy đọc bài dưới. Track 3, Unit 1. Family life, page 9. Language, pronunciation, verb, ter, and ter. Activity 1, listen and repeat. Pay attention to the consonant blends. Burr, cur, and tur. Cụ âm đôi nha. Breadwinner. Breadwinner. Breakfast. Breakfast. Row. Row. Crow. Crow. Crash. Crash. Crane. Crane. Cream. Cream. Truck. 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 Tree. Tree. Chain. Train. Rồi, train. Các bạn xuống bài dưới nghe và khoan tròn và từ bạn nghe được. Nào, nghe nào. Nghe và khoan tròn và từ bạn nghe được. Track 4. Unit 1. Family life. Page 9. Language. Pronunciation. Burr. Purr. And purr. Activity 2. Listen to the sentences and circle the words you hear. 1. I'm worried he's going to crash his car. Cái gì? B. Crash. The train is moving fast. Cái gì? C. Đúng rồi. Train. Train. 3. I usually have bread for breakfast. Cái gì? À, đúng rồi. Qua bài tiếp theo. Sang trang. Vocabulary. À, từ vựng tiếp nha. Từ vựng tiếp. Qua bài này luôn con. Breadwinner là cái gì? Mình mới viết bên trên bảng xong. À, đó là trụ cột gia đình thì con nghĩ là câu nào, cái nào mà liên quan kiếm tiền á. Đúng rồi, trụ cột là B, 1B. Hai gì? Housework, việc nhà, cái nào là việc nhà? Việc nhà. Con nghĩ là câu nào? Đúng rồi, câu D. Rồi, grocery, thực phẩm, câu nào? E, đúng rồi, homemaker, nội trợ. Câu nào? B sai rồi mà. D sai rồi luôn. Nội trợ. Nội trợ là cái người mà quản lý nhà và thường nuôi nấng đứa trẻ thay vì đi kiếm tiền. À. Tiếp theo. Việc nặng là C, picking up and carry heavy object. Rồi số bài 2, hoàn thành câu sử dụng những cái từ trong bài số 1. Hoàn thành câu sử dụng những từ trong bài số 1. Mẹ của tôi làm một gì? Bà ấy không phải đi làm. Nhưng bà ấy ở nhà. Bà ấy ở nhà và chăm sóc. Bà ấy ở nhà chăm sóc gia đình. Homemaker biết nào? Homemaker. Homemaker. Số 2. À, số 2. Rồi, homemaker này. Homemaker. Số 2 là thực phẩm. Khi bạn sống trong thành phố này, khi tôi sống trong thành phố này, tôi đã từng đi mua sắm thực phẩm ở siêu thị Grow. Grocery đúng không? Grocery. Tiếp theo, cái đứa con trai lớn nhất thì đủ khỏe để làm việc nặng là gì? Heavy. Heavy lifting. Rồi tiếp theo, Hannah ghét doing cái gì ngoại trừ việc nấu ăn? Housework.
housework. Tiếp theo, Mr. Levis là cái người như thế nào của gia đình? Nhưng ông ấy vẫn giúp vợ làm việc nhà khi ông ấy có thời gian. Trụ cột breadwinner. Ok, qua bài bên các bạn. Present simple, present continuous, cô ôn cho con rồi đúng không? Cô nhắc lại thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn này. Thì hiện tại đơn diễn tả cái gì? Thói quen hàng ngày, một sự thật hiển nhiên, một chân lý, đúng không? Còn thì hiện tại tiếp diễn thì diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta coi hiện tại đơn thì sao? Hiện tại đơn ấy, thì chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít động từ thêm S hoặc S vào. Đối với câu phủ định thì con sẽ đơn hoặc đơ dần, đúng không? Đối với câu nghi vấn thì con sẽ do hoặc đơ. Rồi còn thì hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng amia cộng động từ thêm ing. Chúng ta đọc coi nào. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn we use the present simple to talk about habits or things we do regularly. My mother cooks every day. We use the present continuous to talk about things which are happening at the moment of speaking. Đó. Chú ý chúng ta không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho những cái động từ giác quan, like, love, need, want, know, agree. Rồi bây giờ này. Câu 1 chọn cái gì? Thì gì? Usually. Đơn, khoan báo. The. Câu 2 thì gì? Tiếp diễn xài câu nào? E putting out. Câu 3 thì gì? Đơn, chọn cleanser. Câu 4 thì gì? Tiếp diễn E studying. Câu 5 thì gì? Đơn, đúng rồi, the. Xong, xuống bài dưới luôn, làm luôn này. Chia nhá, hai thì Miss Lâm là một bà nội trợ. Mỗi ngày bà ấy the, đúng không? Làm hầu hết việc nhà. Bày nấu ăn, giặt quần áo và lau dọn nhà cửa. Nhưng hôm nay là ngày của mẹ, vì thế bà Lâm đang không làm việc, đúng không? Isn't doing. Bà Lâm đang không làm việc. Rồi. Isn't doing. Bà ấy is watching. Bà ấy đang watching TV, chương trình yêu thích của bà ấy. Những đứa trẻ thì doing the cooking. Và chồng bà ấy thì đang tidying the house. Mọi người lại cố gắng chăm chỉ để làm cho cái ngày đặc biệt này, để dành cái ngày đặc biệt này cho bà Lâm. E trying, vậy là chỉ có một thì hiện tại đơn thôi, còn hiện tại tiếp diễn hết. E trying. Ok chưa? Rồi sang bài reading con, viết từ mới. Viết từ mới làm bài này luôn. Chạy nhanh quá ha. Xong rồi hả? 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 Phải luyện viết á, nhưng mà cô bày đọc quá. Những từ mới là phải luyện viết nha. Fidget. Appreciate. Rồi đọc bài. Study. Này dễ rồi. Study. Doing chore. Important. Nhấn hai. Important. Life skill. Kỹ năng sống. Life skill. The rest of phần còn lại. Nhấn hiệu the rest of life. Phần lời còn lại. Take care of. Và mấy lúc after chăm sóc. Fully là chạm từ. Những cái đuôi li là chạm từ nhá. Một cách đầy đủ, share là chia sẻ, động từ take responsibility. Next, take responsibility, thì trách nhiệm, task, nhiệm vụ, task, the gratitude, nhớ chưa, the gratitude, sự biết ơn, thành từ, appreciate, đánh giá, động từ, appreciate, năm hai, appreciate, strengthen, substantial, chiều dài, vô hậu tố vô thành động từ, làm mạnh hơn, làm gia tăng, want,
responsibility. Track a task. Gratitude. Appreciate. To chanten. Bond. Character. Duty. Để học nhé. Học thuộc rồi tối thứ 6 tuần sau mình làm bài tiếp. Hết bài 1. Nhưng mà xếp bài tập nha. Màu vàng vàng này. Đúng không? Màu vàng gần sau sân đó. Mất rồi hả? Về tìm đi. Không đi mua chứ bọn nó mà làm rồi nó không ấy nhá. Sách mà làm rồi ngồi chép lại thôi mệt lắm. Thôi ráng mua mấy ngàn rồi. Mấy chục nghìn. Ui dồi ôi, 7-3 nghìn. Mặc quá.